Hiện tại Lộc đang ở chung nhà của cô chủ nha, thì Lộc sẽ hỏi vài cái thông tin của cái ngôi nhà này cho quý anh chị nắm là đường xá ở đây như thế nào, rồi khu dân cư ở đây sống như ra sao nha quý anh chị. Dạ, chào cô ạ. À, cô tên gì cô? Cô tên Thu. Cô Thu hả? Ừ. Dạ, cô Thu về ở đây ở lâu chưa? Cô về 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ, rồi cô thấy xung quanh đây sống cái người dân á, người ta sinh sống như thế nào cô? Đây sống cũng thoải mái lắm, Dạ cũng tốt. Đây nói chung là an ninh tốt lắm. dạ Ừ. rồi đường phía trước nhà cô thấy có bị ngập gì không? Không. Đường mưa là thoát nước hết, không có ngập. Dạ rồi chợ búa thì cô đi như thế nào? Chợ thì cô ra ngoài ở đây lại siêu thị, Dạ rồi ở chỗ ngã ba đặng cũng có chợ đó, dạ là rồi mình hay cô đi đi chợ chợ đó. ngoài ha. À. Thường cô đi là cô đi xe máy hay là xe 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 đạp? Không, cô đi xe đạp rồi. Dạ rồi rồi sao mình lý do sao mình muốn bán cái căn nhà này vậy cô? Tại vì cô kinh doanh ở ở thành phố, cô Dạ có cho thuê phòng trọ, dạ rồi giờ ở trển không có người quản lý. Rồi cô muốn về trển dạ để coi sóc rồi vậy đó. dạ rồi Rồi. dạ thì con cũng cảm ơn cô khi mà nhận được cái thông tin mà nhà cô bán á, thì con cũng vội đi quay để cho cô mau bán cái căn nhà này đó. Thì quý anh chị cũng nắm được cái thông tin là khu dân cư ở đây như thế nào rồi. Thì Lộc Nguyễn sẽ quay từ cái đoạn đường phía bên ngoài và quay chi tiết ở bên trong ngôi nhà này cho quý anh chị và cô bác tham quan nha. Lộc Nguyễn xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất. Thì quý anh chị ơi, thường thường người ta hay nói an cư thì mới lạc nghiệp phải không quý anh chị? Thì hôm nay là một cái căn nhà giá rẻ mà Lộc Nguyễn lại tiếp tục cập nhật cho quý anh chị, nằm ngay khu vực của ngã ba Tân Kim nha. Ba Tân Kim thì nó có hai cái trục đường chính huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh nha. Trục đường quốc lộ 50 thì quý anh chị sẽ đi lên bến xe buýt quận 8 chỉ có khoảng 12 km thôi, rồi đi lên quận 4 nè, quận 7 nè, khu chế xuất Tân Thuận nè, rất là tiện ích cũng như là đi rất là nhanh chóng luôn. Quý anh chị cũng có thể là đi tuyến xe buýt số 47 và tuyến xe buýt số 9, thì chúng ta sẽ đi lên bến xe buýt quận 8 chỉ có 6.000 thôi quý anh chị, và đâu đó khoảng 30 phút là chúng ta đã đi đến các vị trí của trung tâm đó. Thì căn nhà này quý anh chị cũng có thể chọn để làm một cái nơi an cư lập nghiệp với một phân khúc nhà chỉ có hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Thì giống như đầu video Lộc Nguyễn cũng đã phỏng vấn cô Thu cho quý anh chị nắm được cái thông tin khu dân cư ở đây người ta sinh sống như thế nào rồi. Thì trong vòng bán kính 500 m đổ lại á, thì có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, có bệnh điện máy xanh, bách hóa xanh, sang hà, đầy đủ tiện ích cho quý anh chị ha. Và đây là căn nhà quý anh chị sẽ được tham quan tiếp theo nha quý anh chị. Một căn nhà được thiết kế là một trệt 2 lầu, có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, với cái diện tích là ngang 4 nha quý anh chị. Ngang 4 sâu vào là 8 mét rưỡi, sâu vào là 8 mét rưỡi ha. Rồi, khi mà quý anh chị đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa 4 cánh nè. Cửa này được sơn tĩnh điện với cái tông màu xanh lá ha quý anh chị. Và tường đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn ha. Lầu 1 và lầu 2 thì đã khùm bao được những cái sắt họp đó quý anh chị, không bao lại rồi, nên quý chị yên tâm chống trộm rất là tốt ha quý anh chị. Và ở nhà này á thì Lộc thấy là cô chú rất là kỹ, có những cái rèm để chống muỗi quý anh chị là cô chú đã lắp ở phía sau cũng có, rồi ở lầu 1 cũng có, lầu 2 cũng có luôn đó. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách thì Lộc thấy nó cũng khá là nhỏ gọn với 15 mét vuông ha. Đó, ở đây thì cô chú ở chỉ có 2 vợ chồng thôi, thì Lộc thấy cũng khá là gọn gàng và ngăn nắp. Trên tường thì cô chú treo những cái bức tranh treo hình chữ thập nè, nhìn rất là đẹp phải không ạ? À? Rồi ở đây thì thiết kế một cái bộ ghế sofa cho quý anh chị, rồi một cái bàn học nho nhỏ cho trẻ em ha. Rồi bên tay phải nè, ở đây có một cái bức tường để ngăn cách giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách. Thì cô chú cũng đã set up một cái tấm gương đó quý anh chị, để cảm giác là ngôi nhà chúng ta nó rộng ra ha. Bên phải là chúng ta để một cái tivi màn hình LED nè. Đó, trên tường thì cũng có những cái bức tranh treo cũng khá là đẹp. Đặc biệt đó là Lộc thấy trên trần nè, trần là trần ở dự cấp, xung quanh là hệ thống đèn LED cùng với cái đèn chính giữa quý anh chị đó.
giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khoảng không gian phòng khách của chúng ta ha. Rồi khi mà quý anh chị bước lên cái bậc tam cấp này, sẽ đi xuống cái khu vực bếp, thì cho quý anh chị tham quan cái căn phòng vệ sinh trước ha. Đó, có quạt hút ở phía trên luôn nè, rồi lavabo, vòi sen rất là đầy đủ rồi. Phía dưới thì ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị ha, rồi tường ốp gạch lên tầm khoảng 1m7 cho quý anh chị luôn nè. Cửa của chúng ta được làm bằng là cửa nhôm kính mờ ha quý anh chị. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống đến cái khu vực bếp. Khu vực này Lộc thấy là nó rất là gọn gàng và ngăn nắp luôn. Cô làm ở đây là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè quý anh chị. Ở đây làm bằng chất liệu là sắt ha. Sắt thì đảm bảo là sẽ không có bị mối mọt luôn. Đó, xung quanh thì chúng ta sơn với cái tông màu xanh lá nè. Đó, rất là nhiều tủ để cho chúng ta đựng đồ. Đó, rất là nhiều luôn. Có những cái công tắc, rất là nhiều ổ cắm điện để cho quý vị xài những cái thiết bị điện ha. Ở đây thì chúng ta xài nguồn nước của công ty nước Hà Lan, là nước sạch, nước rất là mạnh nha quý anh chị. Đó, ở phía trên thì cô đã gắn một cái bồn sẵn cho quý anh chị rồi, 1.000 lít luôn quý anh chị. Rồi, bên tay phải là một cái ô cửa sổ, đã rèm, cái rèm này nè, là rèm chống muỗi ha. Đó, chúng ta không thích sáng thì kéo lại, còn nếu mà thích sáng, thích gió thì mở ra cho nó mát mẻ, thông thoáng ha quý anh chị. Ở đây thì để một cái bàn ăn, một cái tủ lạnh. Nói chung là về chúng ta cũng có thể set up theo những cái nội thất mà cô chú đã sắp xếp hết rồi, cũng khá là ngăn nắp. Và Lộc Nguyễn thấy căn nhà này rất là hợp lý cho hai vợ chồng, hai đứa con ở nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lên trên lầu 1 và lầu 2 để tham quan cái căn phòng ngủ phía trên nhé. Quý anh chị và cô bác hãy nhấn một like, một nút đăng ký để ủng hộ kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn, có động lực tạo những cái video và đi quay những cái thước phim mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị và cô bác cập nhật được nhiều sản phẩm hơn và những cái mẫu nhà đẹp và những mẫu nhà giá rẻ ngay khu vực cầu Ông Thình ngã ba Tân Kim ha quý anh chị. Và đây là khu vực lầu 1 của chúng ta nè quý anh chị. Khu vực lầu 1 thì chủ nhà đã set up hai căn phòng ngủ cũng như là một khu vực phòng vệ sinh. Và đây là cái căn phòng ngủ rất là đẹp với những cái nội thất của cô chú, như là một cái giường ngủ nè, một cái bàn trang điểm, cũng như là những cái khu vực để cho chúng ta để quần áo ha. Căn nhà hai lầu này á, thì Lộc Nguyễn thấy là từ khu vực tầng trệt cho đến lầu 1, lầu 2 đều đã gắn rèm cửa hết rồi nha quý anh chị. Nên căn nhà chúng ta nằm trong một cái hướng chánh đông thì nắng buổi sáng á rất là tốt, và buổi chiều á thì sẽ không có bị nắng nha quý anh chị. Đó, nên á, nhà này cũng khá là mát mẻ. Thì cái rèm cửa Lộc thấy là cũng để che nắng, mà Lộc thấy nó không có tận dụng nhiều đối với căn nhà này, tại vì nhà chúng ta rất là mát mẻ. Ở đây thì là một cái khu vực cô chú rất là kỹ nè quý anh chị, để cái rèm chống muỗi nè. Đó, nên nhà không có một con muỗi bay vào luôn á quý anh chị. Nhà nói chung là cô chú ở rất là ngăn nắp, tại vì ở có hai ông bà con cái thì lâu lâu mới về chơi á quý anh chị, nên nó nhà cửa rất là sạch sẽ và ngăn nắp nha. Đây là căn phòng vệ sinh ở trên lầu 1 nè quý anh chị. Có những cái nội thất cơ bản như là một cái bồn cầu, lavabo, vòi sen, và có máy nước nóng lạnh sẵn hết cho quý anh chị luôn rồi nè. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ra cái căn phòng ngủ thứ hai. Mỗi căn phòng thì Lộc á đều thấy những cái ô cửa sổ nè, bên tay trái nè quý anh chị thấy không ạ? Để thứ nhất là chúng ta lấy gió, thứ hai là chúng ta lấy sáng, làm cho khu vực phòng ngủ của chúng ta lúc nào cũng thông thoáng và mát mẻ hết luôn. Một cái giường ngủ, một cái kệ để cho chúng ta để những cái vật dụng linh tinh ha. Hai phòng ngủ. Một căn nhà chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi mà quý anh chị ở được tầm khoảng 6 đến 7 người luôn quý anh chị. Đó, đường dây cáp đồng, máy lạnh đã đi sẵn hết trơn rồi nè. Quý anh chị ơi, căn nhà này là một căn nhà sổ hồng riêng. Hiện tại rất là hiếm ngay khu vực ngã ba Tân Kim mà gần quốc lộ 50 nữa quý anh chị. Đó, thì mình ở căn nhà này thì mình Lộc thấy là chọn là một cái nơi an cư, lập nghiệp thì rất là hợp lý. Vì trong vòng bán kính 500m độ lợi thì có trường học, có công viên, có điện máy xanh, bách hóa xanh, sang hà, thế giới động và trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ luôn nha. Đó, thì còn những quý anh chị nào làm khu vực quận 4, quận 3, quận 8 thì chúng ta đi theo con đường quốc lộ 50, đi tầm khoảng 12 km thì đâu đó khoảng 30 đến 35 phút thì cũng khá là gần.
Còn những quý anh chị, cô chú nào không đi xe máy được thì chúng ta cũng có thể đi ra đường quốc lộ 50. Từ nhà đi ra chỉ có khoảng 200m thôi quý anh chị. Chúng ta đi bộ thôi. Đứng ngay khu vực quốc lộ 50 thì quý anh chị sẽ đón được tuyến xe buýt số 47 và tuyến xe buýt số 9. Quý anh chị sẽ di chuyển lên bến xe buýt quận 8 nha. Theo trục đường quốc lộ 50 chỉ có 30 đến 35 phút thôi. Nói chung rất là gần và thuận tiện cho chúng ta đi lại ha. Và đây là cái căn phòng ngủ thứ ba ở trên lầu 2 nè quý anh chị. Căn phòng ngủ này thì cô chú ít sử dụng hơn nên để kiểu nhà kho quý anh chị. Nhà cửa thông thoáng mát mẻ, nhìn rất là thích nè. Ở đây là một cái ô cửa sổ hướng ra phía bên ngoài nè quý anh chị. Quý anh chị có thể nhìn xung quanh là khu dân cư đông đúc và sầm uất, nên về đây chúng ta sống sẽ rất là vui nha quý anh chị. Quý anh chị nghĩ đi, một căn nhà sổ hồng riêng mà chỉ hơn 1 tỷ thôi thì căn nhà của chúng ta có rẻ không ạ? Lộc phải công nhận là quá rẻ đó đa. Anh chị ơi, hãy tận dụng thời điểm bất động sản đang tuột dốc, nên quý anh chị sẽ mua được những căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng với những cái giá thật là tốt ha quý anh chị. Tất cả những cái sản phẩm Lộc Nguyễn review trên YouTube đều là sản phẩm chính chủ, nên quý anh chị yên tâm là sẽ không có qua trung gian ha. Ở đây á, Lộc Nguyễn đang đứng trong một cái khoảng ban công khá là rộng rãi, với một cái diện tích ngang 4 dài 8,5m mà có một cái ban công như thế này thì quý anh chị có thích không ạ? Phải nói là quá ư là thích phải không quý anh chị? Với một cái ban công như thế này thì chúng ta tha hồ trồng cây xanh nè, rồi để máy giặt phơi đồ thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Anh chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn để chúng ta đặt lịch đi xuống xem căn nhà này thực tế ha. Một căn nhà nằm trong hướng chánh đông với diện tích là ngang 4, sâu vào là 8,5m, một trệt, hai lầu, có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Và đặc biệt là có một cái ban công rất là rộng ở trên lầu 2 luôn. Thì với ban công đó chúng ta có thể tận dụng để trồng cây xanh nè, trồng rau nè, trồng rau sạch chúng ta ăn ha, để những cái thùng mót á chúng ta trồng rau sạch. Và chúng ta có thể là thiết kế cái máy giặt ở trên lầu 1, lầu 2 chứ, lầu 2 đó. Và Lộc thấy là cô chú đã set up sẵn hết trơn rồi. Quý anh chị về, quý anh chị chỉ cần lắp cái máy giặt vào và chúng ta giặt đồ trên đó rồi phơi đồ ở trên đó luôn. Đó thì rất là thuận tiện phải không ạ? Và bây giờ Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị và cô bác gặp trực tiếp cô Thu, để cô Thu trực tiếp là chính chủ căn nhà này, cô Thu sẽ báo cái giá như thế nào nha. Thì Lộc Nguyễn sẽ hỏi cô Thu muốn bán cái căn nhà này với giá là bao nhiêu nha. Thì quý anh chị sẽ biết cái giá này là giá tổng của ngôi nhà của chúng ta luôn. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Dạ. Cô Thu muốn bán cái căn nhà này với giá bao nhiêu cô? Cô bán là 1 tỷ 250 triệu. Dạ. Giá là 1 tỷ 250 triệu. Cái giá này còn thương lượng không cô ạ? Còn thương lượng. Dạ. Đó, thì những quý anh chị nào thiện chí á, khi mà đi xuống xem nhà của Thu á, thì hãy gọi điện cho Lộc trước qua cái số điện thoại phía trên màn hình nha, là 077-201-0726, để Lộc Nguyễn sẽ đặt lịch cho quý anh chị đi xuống xem. Và thường á, là cô hay đi lên quận 8 hoặc là Tân Phú để cho thuê trọ quý anh chị, nên Lộc Nguyễn sẽ gọi báo trước cho cô chú là hôm nay là có khách xuống, nên quý anh chị đi xem căn nhà này á, thì hãy gọi trước cho Lộc để đặt lịch nha. Rồi cuối video thì Lộc Nguyễn và cô Thu cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý chị ở những video lần sau ạ.